Trong giai đoạn tới 2021-2025, Đà Nẵng sẽ giảm chi thường xuyên cho ngân sách, tăng nguồn lực cho chi đầu tư và thực hiện chính sách an sinh xã hội, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh. Đây là tinh thần của nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Khoa Chính, Nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo đó, Đà Nẵng sẽ thực hiện huy động, phân phối, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính ngân sách đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, từng bước cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, kiểm soát bụi chi ngân sách nhà nước, đỡ chính quyền địa phương, tổng chi ngân sách địa phương cả giai đoạn 2021-2025, không kể chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu là khoảng 97.500 tỷ đồng. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân trên 35% tổng chi ngân sách địa phương, chi thường xuyên dưới 55% và chủ động bố trí dự phòng ngân sách, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ở mức thích hợp để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai dịch bệnh.